Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái điện thoại mới. Cái điện thoại Samsung A80 mà mình mới mua về đây các bạn. Đây là cái điện thoại Samsung A80. Hôm nay ở bên Đan Mạch này người ta bán hạ giá cái điện thoại A80 này các bạn. Là bởi vì những người bán người ta nói là Samsung sắp sửa ra cái điện thoại hay là đã ra cái điện thoại A81. Vì vậy mà cái điện thoại A80 này người ta muốn bán cho nó dứt điểm để mà người ta qua bán cái mới. Cái điện thoại này mình mua với giá là 3.000 đồng tiền Đan các bạn, thì khoảng trên dưới 10 triệu đồng tiền Việt Nam. Với một cái điện thoại như thế này mà 10 triệu thì cũng đắt quá phải không các bạn? Nhưng mà so với ở Đan Mạch này, cái giá 3.000 là mình thấy tương đối rẻ các bạn. Nó bán hầu như là gần nửa giá. Hồi lúc trước thì cái điện thoại này nó bán hơn 5.000 các bạn, khoảng 5.000, 5.200 đồng tiền tiền Đan. Thì bữa nay nó bán xuống còn có 3.000 thôi, mình thấy rẻ quá cho nên mình mới đi mua. Mình thì thích cái điện thoại A80 này là bởi vì cái màn hình nó lớn các bạn. À, cái màn hình nó lớn so với những cái điện thoại khác. Lúc trước thì mình cũng xài điện thoại Samsung nhưng mà mình xài cái loại S6. Cái loại S6 này mình cũng thích lắm. Cái điện thoại này các bạn thấy một cái hình dáng của cái điện thoại cũng rất đẹp. Nó hơi bầu bầu xuống dưới này. Nó không to không bé, vỏ túi cũng rất là vừa mà cũng nhẹ nữa các bạn, không có nặng. À, cho nên mình cũng thích lắm. Mà cái điện thoại Samsung S A80 này á, mình thích nó có hai điều. Là thứ nhất là cái màn ảnh nó lớn, nó thích hợp cho cái công việc làm của mình. Và cái thứ hai nữa là nó xài được hai thẻ SIM các bạn. Mình thì mình lúc trước thì mình có cái điện thoại S6 thì nó xài được một cái thẻ SIM thôi. Thì vì công việc làm của mình thì mình phải có hai cái điện thoại. Thì mình phải hai cái điện thoại, mình thấy nó hơi bất tiện. Hôm nay thì nó ra cái điện thoại này nó có hai thẻ SIM thì mình mới mua, với lại nó bán cái hạ giá nữa, nó cũng rẻ. Mình khỏi phải xài hai cái điện thoại mất công, cho nên mình xài một cái thôi. Để mình mở ra cho các bạn xem nha, cái điện thoại trong này nó như thế nào. Thì đây các bạn, cái này là còn mới, là mình mới mua về, mình cũng chưa có xài tới nữa, chưa có mở lên bật lên lần nào hết á. Ở đằng sau này các bạn thấy cũng đẹp ha, nhưng mà nó hơi dày các bạn, nó hơi dày, nó hơi nặng. À, so với cái S6 thì nó nặng bằng rưỡi hoặc là bằng hai á. Cái S6 này mình không nhớ là nó nặng, cái độ nặng nó bao nhiêu, nhưng mà cái này tới 220 gram nè các bạn. Cái này á, cái màn hình nó thích hợp là bởi vì mỗi khi mình đi đi xe thì mình để trên cái xe, thì mình vào mạng thì mình bấm nó cũng dễ hơn là cái S6. Cái S6 thì cũng lớn chứ không phải là nhỏ nha. Nhưng mà mình thì để vào trong xe nhiều khi mình bấm nó cũng không có tiện, mình thấy nó cũng không có rõ bằng cái này thì cái nhanh, nó lớn, với lại người ta nói đi vô mạng các bạn nó rất là nhanh, khi mà đổi từ cái apps này qua cái app kia nó rất là lẹ. Đó là cái điều mà mình thích. Cái lúc trước á, mình đi mua, hồi lúc trước khi đi mua á, thì mình định mua cái màu xám. Nhưng mà cái màu xám nó người ta bán hết rồi, mình ra trễ quá người ta bán hết rồi, nó chỉ có cái màu đen thôi. Cái này nó dán cái miếng mũ này mình mở ra. Ở sau lưng này thì nó cũng đẹp các bạn. Nhưng mà nó hơi dày hơn cái Samsung S6 nha. Nó dày hơn và nó nặng hơn. Nó cái hai cái nó lớn hơn nhiều các bạn thấy không? Nó chênh lệch ra rất là nhiều. Nhưng mà tại vì cái S6 nó cái màn ảnh nó cũng hơi nhỏ, là bởi vì nó mất ở trên này một phần. Còn cái A80 này á thì cái màn hình nó phủ lên luôn các bạn. Cộng với cái camera của cái máy này nó rất là tốt. Nó tới 48 megapixel và cục pin nó giữ cũng lâu hơn nữa. Cục pin của nó là 37.000 mAh các bạn. Ở cái những người buôn bán thì người ta nói cái điện thoại Samsung A80 này là cái đời nâng cấp cuối cùng, sau này nó rất tốt, người ta chỉnh sửa rất là nhiều so với những cái đời A80 lúc trước.
Mình thì mình chưa có xài qua lần nào, mình cũng chưa có thâu phim lần nào nữa. Nhưng mà cái người bán á, người ta nói là có thể cái đời cuối cùng của Samsung A80 này mình có thể là mình quay được phim 4K các bạn. Nhưng mà mình cũng chưa thử mà mình cũng không có tin tưởng nữa. Bởi vì các anh chị đi trước thì người ta nói cái này thì nó chưa có thâu được cái K4K. Thì cái ở tiệm Đan Mạch người ta nói thì mình cũng không có tin tưởng mấy. Nhưng mà để từ từ mình mua về rồi mình sử dụng mình coi thử nó như thế nào. Để mình mở thử nó coi coi có lên được hay không. Là tại vì đó được tưởng đâu là chưa sạc pin ha, mở lên được nè. Samsung Galaxy A80. Mình cũng thích cái loại xài Samsung các bạn. Hồi lúc trước á thì mình cũng có xài cái điện thoại Apple, điện thoại iPhone 4S, nhưng mà sau đó thì mình không có xài nữa bởi vì mình thấy cái Apple mỗi một lần nâng cấp cái software, cái phần mềm của nó chứa nặng quá. Bởi vì nó xài cái phần mềm iOS của độc quyền của Apple, còn Samsung thì người ta xài cái hệ thống Android, nó cũng nâng cấp update rất là thường, nhưng mà cái mỗi lần nâng cấp á, thì nó không có nặng, nó không có chứa nhiều như cái iOS. Vì vậy mà mình cái điện thoại của mình nó không có nặng máy như là cái Apple. Nhưng mà mình nói vậy thôi, nhưng mà mỗi một người người ta có cái sở thích. Mình thì mình thích xài cái Samsung là bởi vì cái Samsung vào mạng rất là nhanh. Thì các bạn, nhiều bạn nói, chẳng hạn như mấy đứa con mình nó nói xài cái Apple 11S thì cũng tốt thôi, chứ chứ không có tệ. Tại vì mấy đứa con mình thì xài cái loại Apple, mình thì mình quê mùa thì mình chỉ xài Samsung thôi. Mình thì mình chưa có gắn cái SIM vào cho nên mình cũng chưa có mở được nữa. Nhưng mà thôi để từ từ mình tính. Bây giờ mình chia sẻ với các bạn thì mình cũng không có vào trong này mình cài đặt nữa. Đây các bạn thấy không, cái máy chụp hình mình đã ấy lên cái máy chụp hình nè. Đó. Thì để mình mở thử coi cái máy chụp hình trước nó như thế nào nha. Đó, nó chạy lên chạy xuống nè các bạn. Đó ha, khi mình bấm vô thì cái máy chụp hình nó đi lên. Và mình bấm lại là cho nó đi xuống nha. Đây ha, để mình chỉnh lại, chỉnh lên đi xuống. Thì cũng không ồn các bạn. Cái lúc trước thì những người đi trước thì người ta nói khi mà nó đổi cái camera đi lên đi xuống nó rất là ồn. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy nó không có ồn, nó cũng yên lắm các bạn. Là tại vì cái người ta đã chỉnh sửa lại, người ta đã làm lại cho nên cái điện thoại nó càng ngày nó cũng càng là đỡ hơn. Nhưng mình thấy cái hình nó cũng rất rõ các bạn, cái hình nó rất là tự nhiên và rất rõ. Đây để mình quay lại cho các bạn xem ha, cái rất rõ luôn. Nè. Lúc mới đầu á mình định đi mua cái điện thoại màu xám. Nhưng mà mình ra trễ thì người ta bán màu xám hết rồi, chỉ còn có cái màu đen này thôi. Nhưng mà thôi kệ đi, màu xám hay màu đen gì thì cũng được. Bởi vì trước sau thì mình cũng phải bỏ nó vào trong cái bóp này. Thì màu nào cũng vậy thôi. Ha, mình sợ cái điện thoại nó rớt, nó bể hư thì mình phải mua cái bóp như thế này mình bỏ vào. Mà cái điện thoại màu trắng mình bỏ vào đây thì cũng vậy thôi. Thì thôi kệ, lấy cái màu đen này cũng được các bạn. Nha. Mình bỏ nó vào trong cái này thì mình thấy cũng cũng đẹp và nó cũng gọn nữa, không sợ rớt. Mặc dù nó hơi kềnh càng chút xíu nhưng mà nó không có rớt nha các bạn. Nó có rớt thì nữa cũng không có bể, nó cũng có cái này nó bảo vệ. Và Chút cái cũng đỡ video ha. này mình xin kết thúc ở đây. Chúc các bạn một năm mới nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và bấm chuông để xem cái video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video kỳ sau của mình. Bye bye các bạn. Bye bye.